nhưng lại mẹ cái mình đời khó khăn. Câu chuyện khá cho vui với chàng, tôi nghĩ đến lớp là niềm vui. Tiếng nói chơi thơ và tiếng cười, một ngày này rất thật là tươi. Bao nhiêu vòng đời bông hoa đến mười, một cùng một bằng hai thì coi đâu mà lắng tao. Ba tháng trời chưa cầm cây viết chứ như con lăng quăng. Ngàn lại một câu hỏi vì sao em còn phải băng băng. Về đến nhà thì phải luôn nhớ những điều có cắn răng. Học phải chữ cái ABC và không đếm 1, 2, 3. Giờ giải trí on TV mà người thư giãn hết xem movie. Học phải chữ cái ABC và không đếm 1, 2, 3. Giờ giải trí on TV mà người thư giãn hết xem movie. Cô chú hồi bé bé hôm chừng nào.